Quý vị đang theo dõi phần tin buổi tối cùng với Diệu Quyên và Thúy Phượng, và sau đây là phần tin cuối ngày với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quyên và Thúy Phượng xin được chào anh Khanh. Thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Thúy Phượng và Diệu Quyên, và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Tôi thấy là trong nói khi mà nói chuyện về ngôn ngữ thì tôi thấy ở miền Nam có một cái chữ rất là đặc biệt. Đương nhiên là cũng có rất nhiều chữ đặc biệt, nhưng mà ngày hôm nay tôi chỉ xin phép được thưa có một chữ mà thôi. Cái chữ lèo. L-E-O, huyền lèo. Lèo, cái chữ lèo là một cái chữ rất đặc biệt và rõ ràng là cái chữ của người miền Nam. Khi mà chúng ta nghe nói cái chữ lèo, cái việc đầu tiên chúng ta nghĩ là đến nước lèo. Thưa cùng với là hai chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, người Bắc thì họ nói là nước súp, nước dùng, vân 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 vân. Nhưng mà người miền Nam mà khi mà cái nấu một nồi nước xương thì người ta gọi đó là nồi nước lèo. Khi mà đi ăn hủ tiếu thì người ta bảo ông chủ ơi cho tôi xin chút nước lèo, chứ người ta không bảo cho tôi xin chút nước súp, giống như là với ngoài miền Bắc. Cái chữ lèo ở miền Nam nó không phải là nó chỉ có cái chuyện là ở tô hủ tiếu không thôi, mà nó còn có một cái món đặc biệt hơn nữa. Có lẽ là hai chị và quý vị khán thính giả của SBTN cũng biết là chúng ta có một món là cái món bún mắm, cũng là cái món của người miền Nam. Nhưng mà bên cạnh cái món bún mắm thì người ta bảo là đậm đà, cái mùi nó hơi nồng, thì chúng ta có một cái món bún gọi là bún nước lèo. À, nó nhẹ nhàng hơn một tí xíu, ăn nó cũng dễ thương. Khi mà ăn bún mắm thì ngại hôn cô bồ, nhưng mà ăn bún nước lèo thì mọi chuyện ok. Bởi vì lý do là sao? Tức là nó chỉ thoảng thoảng một chút xíu mà thôi. Bên cạnh cái chuyện đó thì chúng ta cũng còn thấy có nhiều cái nữa. Ngay cả cái chuyện trong gia đình thì người ta cũng dùng đến cái chữ lèo. Trước hết là nếu mà chúng ta đọc văn chương của người miền Nam thì chúng ta luôn luôn nhớ là ông bà hội đồng với lại cô hai hội đồng là hay mặc áo lụa lèo. Tôi không biết là cái chữ lụa lèo này có phải là lụa từ bên Lào sang hay không, nhưng mà rõ ràng cái chữ lụa lèo này nó chứng tỏ cho người ta biết là cái người sử dụng là thuộc hàng không phải là hàng dân dã, mà tức là hàng thượng lưu. Tôi nghĩ là dùng cái chữ thượng lưu thì cũng có đúng, cũng đúng, hoặc là ít nhất là cũng là có của ăn của để, và cũng ở trong gia đình thì không phải là mặc lụa lèo không thôi mà lại còn ngủ giường lèo nữa. Có lẽ là tất cả quý vị và hai chị cũng còn nhớ cái câu là một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, và ba vợ thì đi xuống chuồng heo mà nằm. Bên cạnh đó thì chúng có một cái chữ lèo mà chúng ta cũng không quên. Cái chữ lèo đó là cái chữ là ồ, thằng cha này nó hứa lèo. Thằng cha tức là thằng cha này ba xạo. Thằng cha này nó hứa mà nó không có làm. Thì hay là thành ra chúng ta gọi đó là hứa lèo, đó vân vân và vân vân. Rồi lại cũng vẫn cái chuyện là con cha hứa lèo thì phải có thằng cha nó có bụng bự. Cái thằng cha bụng bự thì chúng ta không bảo thằng cha này có bụng to như cái lu, mà nói là đi đâu nó cũng vác cái thùng nước lèo. Đó là nói về hành bụng bự. Tôi còn nhớ là năm 1973, khi mà tôi ra trường thì tôi về dạy ở Bình Dương. Thì ở Bình Dương là cứ buổi chiều thì là đi vòng vòng trong làng, trong xóm, rồi là nghe các em ấy hát những bài đồng dao. Trong bài đồng dao thì có một cái câu mà tôi nhớ mãi, tức là xin lỗi, trước hết là phải xin lỗi hai chị và xin lỗi quý vị khán thính giả của SBTN. Đây là cái câu chuyện có thật. Cái câu bài đồng dao nó chỉ một chục câu, mà tôi chỉ nhớ là chỉ có 5-7 câu thôi. Cái câu đầu tiên tức là ăn sưng xa thì ỉa sưng sáo, rồi là ăn hầm dĩ thì là ỉa đầu heo, và ăn thèo lèo thì là ỉa cứt chuột. À, tức là chúng ta là cũng lại có một cái món ăn nữa. Cái món kẹo nó tên là kẹo thèo lèo. Và bên cạnh khi mà nói đến thèo lèo là chúng ta phải nói đến cứt chuột. Khi mà đó là những cái chữ mà trong người ở miền Nam mà tôi nghĩ rằng là chúng ta không bao giờ quên được. Có thể là ngày hôm nay tôi nhắc lại, nhưng mà những chữ đó nó đã nằm ở trong tâm khảm của chúng ta trong suốt bao nhiêu năm trời vừa qua. Kể từ ngày chúng ta rời Việt Nam để đi sang định cư ở nước người. Và hôm nay nhắc lại cho vui, nên nhớ là nước lèo, nên nhớ là lụa lèo, nên nhớ là ngủ giường lèo, nên nhớ là ăn thèo lèo và ỉa cứt chuột. Đó là những gì mà chúng tôi xin được gửi đến quý vị khán thính giả tối ngày hôm nay để mở đầu cho chương trình. Và bây giờ xin được trở lại California với lại hai bạn Thúy Phượng và Diệu Quyên.
Vâng, cảm ơn anh Khanh. Lèo gì cũng được, đừng có hứa lèo anh Khanh nha. Vâng, và trở lại với câu hỏi ngày hôm nay thưa anh Khanh. Hôm qua có hai cuộc phỏng vấn rất là quan trọng. Thứ nhất đó là một cuộc phỏng vấn của cựu Tổng thống Hoa Kỳ là ông Donald Trump trên đài NBC. Và cuộc phỏng vấn thứ hai là cuộc phỏng vấn của bà Kamala Harris trên đài CNN. Và thưa quý vị, nhận xét của anh về cuộc phỏng vấn của bà Kamala Harris ở trên đài CNN thì như thế nào thưa anh Khanh? Tôi thấy rằng là bà ok, nếu mà bảo là xuất sắc thì không dám gọi là xuất sắc, nhưng mà mọi chuyện đều ổn. Và tôi nghĩ rằng là ngay cái bước đầu tiên thì là ngay chính dàn cố vấn của bà và ngay chính cá nhân của bà Kamala Harris là cũng chỉ mong như vậy thôi. Tức là không có gì vấp váp và mọi chuyện đều tốt đẹp. Nhân tiện đây thì cũng phải thưa với lại chị Diệu Quyên một điều là tôi thấy là không chỉ một bà Kamala Harris mà ngay chị ông phó tướng tức là ông Tim Walz cũng mọi chuyện êm ấm cả. Và người ta đang chờ đợi là có một cái cuộc đụng độ sẽ sớm diễn ra là giữa bà Kamala Harris với lại ông Donald Trump. Tức là cái trong cái cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 tới đây ở tại thành phố Philadelphia. Nhìn chung thì mọi chuyện tốt, ngay cả cô Dana Bash là cô phóng viên của đài CNN, tôi thấy cô cũng làm tròn trách nhiệm. Cô cố gắng tìm đủ mọi cách, tức là cô không cô muốn làm một phỏng vấn và cô cũng muốn không có muốn là cái người phỏng vấn không có phải là một ông công an, thành ra cô tìm cách khéo léo, cô đặt ra câu hỏi, những câu hỏi của cô là rất là vững chắc, rất là cứng rắn và bắt buộc là bà Kamala Harris và ông Tim Walz phải trả lời. Tôi nghĩ là như vậy là tuyệt vời. Ở điểm ít nhất là cho đến giờ phút này thì nếu mà không dám nói là 10 trên 10 nhưng mà ít nhất thì cũng phải là 8 hoặc là 9 trên 10 thưa với lại chị Diệu Quyên. Cảm ơn anh Trần. Kính thưa anh Văn Khanh, Thúy Phượng cũng như nhiều người khán giả khác cũng có những thắc mắc có liên quan xoay quanh về bà Kamala Harris. Chẳng hạn như là tại sao bà Harris lại không xuất hiện một mình mà lại có ông phó tướng Tim Walz đi kèm với bà? Tôi thấy là cái điều này là cái điều nhiều người rất là thắc mắc. Nhưng mà tôi thấy là trong cái thời gian, trong những cuộc tranh luận, trong những cuộc phỏng vấn gần đây, coi như là từ năm 2000 trở đi, thì tôi thấy thường là ông số 1 hay là bà số 1 thường hay là xuất hiện với lại ông số 2 hoặc là bà số 2. Đó là cái trường hợp này diễn ra. Nếu mà nhắc lại, tôi lấy một ví dụ chẳng hạn như là thời ông George W. Bush, tức là ông Bush nhỏ, ông xuất hiện là ông cũng xuất hiện với lại ông Dick Cheney là ông phó tổng thống trong cái cuộc phỏng vấn đầu tiên. Nhân tiện tức là ông muốn giới thiệu ông mà cũng muốn giới thiệu người đứng phó cho liên danh của mình. Rồi sau đó là tới phiên ông Barack Obama. Ông Barack Obama cũng làm như vậy. Cũng là tôi đây là Barack Obama, người bên cạnh của tôi là ông phó tướng mang tên là Joseph Biden. Rồi sau đó là đến phiên của bà Hillary, bà cũng làm như thế. Và bảo đây tôi tên là Hillary và đây là ông đứng phó cho tôi. Và đại để thì là như vậy. Thật ra là rốt cuộc sau bây giờ thì người ta mau quên. Người ta quên là đừng quên là ngay chính ông Trump khi mà ông xuất hiện lần đầu tiên thì ông cũng xuất hiện thì ông bảo đây tôi người bên cạnh tôi là ông Mike Pence là phó tướng cho tôi. Thế ra cái chuyện đó là cái chuyện ngày xưa thì nó là lạ nhưng mà bây giờ thì tôi thấy nó có vẻ nó bình thường thưa với lại chị Thúy Phượng. Vậy thì còn cuộc phỏng vấn của ông Trump trên đài NBC thì sao anh Khanh? Tôi thấy là trong cái cuộc phỏng vấn đó thì là ông Trump ông đưa ra một điều mà thú thật đây là tôi hoàn toàn được ngạc nhiên. Ông Trump ông bảo rằng là khi mà nếu mà ông trở lại tòa Bạch Ốc, ông nắm cái vai trò lãnh đạo quốc gia thì một trong những cái điều mà ông sẽ làm tức là ông sẽ hỗ trợ, ông ủng hộ cái việc là cho phụ nữ thụ thai nhân tạo. Tôi thấy là cái điểm này rất là hay và tôi hoàn toàn ủng hộ cái điểm này. Tôi cũng còn nhớ là cựu Tổng thống Donald Trump có bảo rằng là người phụ nữ nào thì cũng mong lập gia đình để có con. Và gia đình nào cũng muốn có cái tính cười đùa của con trẻ. Tôi ủng hộ 100%. Nhưng mà nó chỉ có một cái điều là như thế này. Ông bảo rằng là ông sẽ tính đến cái chuyện là chính phủ sẽ giảm tiền hoặc là các công ty bảo hiểm họ sẽ giảm tiền. Tôi thấy cái đó là cái điều đó không phải dễ làm. Chính phủ, liệu là chính phủ có đồng ý để mà giảm tiền cho cái chuyện đó hay không? Rồi làm sao mà chúng ta đòi hỏi các công ty bảo hiểm họ phải trả tiền cho những cái vụ thụ thai nhân tạo. Có lẽ là hai chị cũng đã rõ. Tôi nghĩ là hai chị thì biết rõ hơn tôi rất là nhiều về cái chuyện này. Tôi chỉ biết rằng là
Khi mà thụ thai nhân tạo như vậy là tốn rất là tiền, mấy chục ngàn đồng một lần. Và không phải là một lần là xong đâu, có người tới 3-4 lần vân vân và vân vân. Tôi không biết, tôi e rằng là cái điều đó là thành ra ông Trump nói cái chuyện tiền bạc thì là khó khăn. Cái một cái chuyện nữa là trong cái cuộc phỏng vấn của đài NBC thì ông Trump cũng có nói, ông nói rằng là ông ấy ủng hộ là được người phụ nữ được quyền phá thai, nhưng mà chỉ trong vòng 12 tuần lễ mà thôi. Và ông lên tiếng, ông check là ông bảo ở tại Florida là tiểu bang nhà của ông, người ta cho có 6 tuần lễ. Ông bảo 6 tuần lễ không đủ, và ông nghĩ rằng là 12 tuần lễ thì mới hợp lý. Tôi thấy cả hai, đó là hai cái điều đáng chú ý. Cả hai cái điều đó dẫn tôi đến cái điểm thứ ba. Cái điểm thứ ba là tôi nghĩ là ông Trump cũng biết là cần lá phiếu của phụ nữ, cần lá phiếu của nữ giới, cần lá phiếu của những người trẻ. Thành ra là bởi vậy ông bắt đầu ông thay đổi cái chính sách, đặc biệt là cái chính sách liên quan đến vấn đề ngừa thai và phá thai. Tôi nhìn thấy là như vậy, thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Và anh nghĩ sao khi mà 10 ngày nữa ông Trump và bà Harris sẽ gặp nhau ở Philadelphia trong cuộc tranh luận do đài truyền hình ABC tổ chức? Và nếu được đặt một câu hỏi, anh sẽ đặt câu hỏi về chuyện gì? Ồ, tôi ước mong là tôi được đặt một câu hỏi, thưa với lại chị Thúy Phượng. Tôi đặt câu hỏi là tôi sẽ nói là về vấn đề kinh tế. Tôi thấy là cái đề tài kinh tế là cái đề tài nóng bỏng nhất. Bây giờ thì ai cũng biết là lạm phát gia tăng. Mặc dù lạm phát đang giảm đấy, nhưng mà cái số tiền mà người ta bỏ ra để người ta đi chợ, để người ta bỏ ra để mua hàng hóa, cái số tiền mà người ta bỏ ra để ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, cũng như là số tiền mua vật dụng vân vân và vân vân, nó đều tăng gấp đôi. Thành ra là vấn đề kinh tế chắc chắn là cái điều mà cử tri Hoa Kỳ, bất kể là Cộng hòa hay là Dân chủ, họ đều muốn biết. Cái câu hỏi của tôi đặt ra là, thưa ông và thưa bà, vật giá leo thang chóng mặt quá. Thành ra là bây giờ ông bà có cái cách nào để mà giải quyết vấn đề giá cả hay không? Và nếu mà giải quyết thì ông bà sẽ phải giải quyết như thế nào? Tôi tin là đó là cái câu hỏi mà ông Trump cũng nghĩ, tôi tin là ông Trump cũng tin là ông sẽ bị hỏi câu đó. Và Kamala Harris cũng tin là bà sẽ bị hỏi câu đó. Tức là có cách nào để mà giải quyết cái tình trạng là vật giá leo thang như hiện nay hay không? Và tôi tin chắc chắn là họ cũng đã tập duyệt với nhau, họ đã tập duyệt với lại dàn cố vấn của họ để có được một câu trả lời. Và tôi hy vọng là cả hai có được câu trả lời thật là tốt, thưa với lại chị Thúy Phượng. Cảm ơn Khanh. Câu hỏi về kinh tế của Khanh, em nghĩ chắc chắn là có rất nhiều người cũng cùng cái quan điểm với anh. Cảm ơn anh rất là nhiều và hẹn anh vào tuần tới. Em biết là cái cuối tuần này là ngày lễ, thì em cũng chúc cho anh và gia đình có một cái cuối tuần ngày lễ thật là vui bên gia đình anh Khanh nhé. Và thưa quý vị, xin thành thật cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an, một cuối tuần thật vui. Hẹn gặp lại quý vị trong phần tin kế tiếp.